Hello, tôi xin chào mà cô chú anh chị em nha. Đó, thì hôm nay là tiết mục hôm nay là không biết nấu gà nấu vịt gì đây, thấm đem con vịt, đem vịt mà không biết chưa biết nấu cái gì nữa nè, đang chưa biết chưa hỏi, chứ không phải là không biết chưa có hỏi nha. Đó, thì kính gửi lời đến thăm đến tất cả ông bà cô chú anh chị em mình. Đó, thì đã đây thấm đây nha. Thấm là đang chặt con vịt nè. Hồi đó nhớ chặt con vịt này, Quỳnh Anh nói lại nó thấy nó hỏi sao mẹ ác quá vậy. Chặt con vịt ra. Thấy chặt con vịt ra. Sao không lấy con vịt để có chỗ để làm không? Gì? Em làm cái gì vậy? Cái này da, mở bỏ. Ồ. Mở bỏ thôi. Ý nó lấy vịt ra chống cái thớt cho rộng, làm để nguyên vịt đó sao chặt. Hả? Con vịt nè, hả? Cánh gạt cánh chân mỏ gì đó rồi hả? Vịt 30 bạc nữa. Vịt đông đá không phải vịt tươi không? Đông đá mà là gì có vịt tươi. Mà nấu gì, nấu cháo hay nấu gì? Gam rừng. Gam rừng hả? Bữa anh đòi ăn nè. Ủa sao dùng anh cũng đòi ăn hết trơn. Trời ơi, anh đòi, anh nói mua vịt gam rừng đi mà mua bữa giờ lâu rồi chưa làm. Nhớ không? Không. Nhớ hả? Khó quá là bỏ qua đi. Dạo này già, chỉ nhớ hơi yếu rồi. Nhớ rồi đó, Quỳnh Anh nhỏ nhỏ đen chặt vịt vậy nó chứ. Sao mày ác quá vậy mẹ? Giờ cũng vậy thôi. Xong cái nó bỏ đi phòng. Nghe nó mình ác, mình cũng hết muốn làm luôn. Còn anh Nì sao? Anh Nì đâu thấy. Anh Nì đi gặp mấy người vô gia cư. Cho tiền. Móc túi, móc đồ, móc bóp, móc túi, cho tiền. Gặp người nào cũng vậy á. Hỏi anh đủ thứ chuyện hết. Mệt luôn. Hỏi nhiều câu hỏi trả lời không được luôn. Cái này như vô tư. Có hỏi gì hỏi rồi. Chặt vịt rồi á. Giờ làm gì? Vô anh đi lột rừng đi. Trời ơi. Sắt rừng như miếng mông như dài hả? Sợi dài dài hả? Đi lột vỏ trước. À ok. Ừ. Chứ không thôi ăn không nổi đâu. Ok, vô làm rừng. Ê, té. Đó, giỡn, chạy. Bắt cẩm. Đi làm rừng cho mẹ nè, không ăn bà mẹ la ba. Thật. Mở lấy bịch bỏ vô không? Cái bịch bỏ vô. Đóng cửa lại mũi vô em. Đóng chứ, tự đi ra lấy đồ mà. Ít rất mừng cột. Đấy, thấy chưa? Rồi. Để nó khỏi đi. Dục cho con gác đi. Dục lên để nó. Để bữa phúi nhà xong. Trời nó mưa này nó để nhớ đi sao dục nó thôi. Nhưng cái bịch mới mà. Nhiều. Để máy này sao không rửa được. Nửa đi nhiều mà. Con vịt lăn hết cái này luôn đi. Con vịt hả? Ừ hết rồi. Để rồi. Rồi bắt đầu mình đi ra tiếp tục làm à. Cái này cái gì à? Vịt rửa mà. À đây tiếp tục. Đây là tiếp tục làm thợ phụ nha. Đây. Không biết khi nào làm Phật thải chánh đây không biết luôn. Có ngày làm thợ phụ luôn. Nè, cho bên đây làm.
Không biết gì, không biết gì hết sao làm phải trắng. Em chỉ cho. Chỉ cho là lỗ không sao. Làm mốt mốt biết rồi cứ sai làm hoài sao. Lỗ. Vậy là lỗ rồi đó. Thà không biết luôn. Làm phải phụ chắc ăn. Làm sản phụ cho chắc ăn. Người thì có muốn cho nó tăng nhất. Tính mỏng gì ai mà la làng gì đâu. Đó. 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 Một dĩa gừng, mấy một chén gừng chứ lộn một dĩa. Đó, xong rồi đó, một chén rồi đó. Xong rồi. Úi trời ơi. Đây. Đào giờ mình làm cái đó. Mình đi ngồi chén. Phụ. Đây là mình thoa dịnh với thoa phụ thôi nha. Làm thoa dịnh với thoa phụ rồi. Đó là chuyên môn, nghề chuyên môn của mình đó. Thoa phụ với thoa dịnh ok. Không ai muốn ăn, không ai muốn thợ ăn gì hết trơn, mà muốn thợ dịnh với thợ phụ chứ muốn thợ ăn thì cũng chưa có nha. Đã biết chuyện nghèo. Một con vịt xé phai. Một con vịt đã xong. Rồi bắt nồi lên, bắt đầu kho gừng nha. Kho gừng nha. Cái này là làm gì đây? Thắng nước màu, đúng rồi, nước màu. Đó. Cái này là hồi sáng là cái bánh chưng chiên hồi sáng nè, nó chiên sơ qua quất cũng ngon lắm đó. Để ăn sáng. Đó. Qua đây di chuyển. Quậy lên vợ ơi. Đó. Hấp dẫn. Chưa có gì mà đã thấy hấp dẫn. Gớm thiệt. Thôi mở lên đây rồi, để tiếp tục chương trình nha. Look at me. Oh, đẹp quá trời luôn. Ồ, cái này hình ba mà. No.
Ồ, ba đâu có tóc dài vậy đâu. Đúng rồi, hình my con skin has to be yellow cause I don't have tan. À, mẹ này con mặc áo đỏ hả? No, I'm making a rainbow. Ồ, con mặc rainbow hả? Ồ, ok, đủ màu không? Yeah. Ok. Lấy còn không? Hết rồi hả? It only has the colors of the rainbow. À, ok, rồi. Ăn đu đủ nha, mà ăn đu đủ này là ăn chơi á, ăn chơi thôi nhé. Ăn chơi chút xíu. Ăn lấy thảo nha. Ăn à. Rồi. Thịt gà ấy là gà hay vịt quên nữa rồi. Vịt. Con vịt kho gừng. À, con vịt kho gừng nè nha. Ở vậy sao bỏ cái củ cà tím ăn không vậy hả trời? Ăn sống. Ăn sống rồi, rồi ăn được hay thiệt. Cay á. Thì nồng nó cay ớt cay. Ừ. Ê, không phải ớt chứ. Cạch đi. Đó rồi, ơi, xin mời nha. Rồi, xin mời bà cô chú ơi. Dùng cơm, cải luộc. Này giống cải làng quá hả? Này giống cải làng. Cải xanh hay gì kia? Cải bị, ừ, cái xanh đó. Nước cải gì? Chấm. Này mỡ là nhiều quá hả? Ừ, lại cắt vỏ ớt nhiều. Ừ. Mua con này mỡ quá trời. Ừ, nó lên bình luôn à. Quá trời mỡ. Mỡ. Ừ, mỡ. Ừ, nguội á. Mỡ cắt bỏ biết nhiều lắm. Ừ. Để cho nó nguội á, nó đấm á, múc nó ra. Nhung cơm nhanh ông bà cô chú nhìn ơi. Nhung cơm bữa đi. Làm gì? Dùng bữa, dùng bữa. À. Có ớt ăn không? Ớt không? Ớt không là sao? Ăn. Trái hỏi ăn không? Để ăn không từ từ. Ngồi ăn cái gì ăn ớt. Chứ mà mới muốn ăn ớt anh gọt lưỡi rồi anh nói dùm két anh chóng mặt nói chịu quá. Ý là chưa ớt còn lọt lưỡi mà nói quá trời. Ừ, nấu cơm chụp bà cùng gạo trắng nó măng nó nói năng nè anh đi. Nhi. Dạ. Con ăn cơm không? Ba mẹ nấu. Ok. Nãy cho con nói ăn. Con muốn ăn gì? Cơm thôi. Ủa? Cái gì? Ăn à, gì? Cơm thôi. Cơm không hả? Không. Hả? Không. Ăn cơm với gì? Con muốn cơm không hả? Nói chưa? Cơm trắng. Lại đây mày đút thịt cho ăn nè. Cũng dài quá nha. Ra đây. Nó giống như cơm trắng. Trà mưa ăn đúng luôn á. Có gừng. Trà lạnh ăn gừng vô là ấm bụng luôn á. Hình như là 2 năm nay chưa ăn mất gừng nữa nha. Ngon lắm rồi. Năm ngoái năm nay chưa ăn mất gừng nha. Có chợ bán không? Ừ, thấy như vậy lâu lâu quá. Mary. Many. 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 But how many cats? Ừ. Ta vui quá. Nó bị giết năm nhớ. Chị béo cho nó kêu á. À. Star with M. 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 Okay, and then what? M. M what? M.
em. Dạ. Đúng rồi, thấy chưa? Không biết chân nè, giờ nó biết nhiều chữ lắm. Muốn hỏi anh nha, chắc anh. Ừ, anh biết, cho nên anh đọng chữ đầu, cho nên mấy chữ sao không biết chứ, không nhớ. Anh em, how do you spell love? L-O-V-E. Very good. How do you spell you? What? I know how to spell it. It's Y. Okay. Why you? It's why you. Nope. It's why all you. Đúng rồi. Giỏi quá. Biết trơn à. Anh tiếng được cái clip đó chưa? Tiếp nó nói tiếng Việt á, nó nhận tiếng Việt á. Thường cũng để bụng. Nó thịt cũng dai quá hả? À, anh này ơi, con lấy sách đọc đi. Ê, à, book á. You want to read a book? Nó cần gì? Ngồi ăn. Biết ăn không? Nó ăn có nhiều đâu. Ừ, ăn chung xíu à. Chắc nửa chén này. Nó một cốc nhỏ luôn, ngợp khách. Chạy qua nhà sớm xin. Đúng Việt Nam. Xin nửa chén cơm. Ừ, hồi đó dưới quê nhỏ nhỏ hay đi qua xin cơm ăn. Ừ. Có mà. Bơm nước mà. Cái máy bơm nước á, mưa á. Bơm rồi đó, bơm nước rồi. Bơm cho cấu luôn. Anh nào chưa? Thấy người ta cúng á, cúng xe, cúng cái gì đó. Như là để trên mũi cái mũi xe đó, cái có trái hút đó. Ừ. Có xe được phải cúng á. Ginh chạy. Ừ. Cũng ngon. Có cái hơi dầu mỡ hơi nhiều. Mỡ hơi nhiều. Hồi nãy cắt bỏ bớt. Hồi nãy bỏ cái con. Mưa ra dài dài luôn. Mưa không nói được còn sấm sét luôn. Người bỏ chạy luôn. Thì sợ sấm sét, nhỏ là sấm sét khóc. Giờ đỡ rồi. Ừ. Giờ bình thường à. Giờ không thấy thường quá nhưng nó bình thường. Nhỏ mà thấy xem xét mình khóc ôm chờ. Thịt nè. Thịt nè. Ừ. Cái tô bún mà bún mà quế, cái bún gì, cái bún mà quế mà. Ừ. Chưa bao giờ thấy cái tô đó vậy. Nó thầm đại luôn. Phở là ngon, ngon quá vậy. Ừ.
chứ bao giờ thấy mấy tô bún bò kiểu đó. Anh nghĩ nó lấy nước lèo nữa mà. Chị nước lèo chứ gì? Nước tôm phở đó. Lấy chiếc phở xong bỏ miếng gia vị vô. Ừ. Cho nó tại ơi là tại. Tại đó bán phở kìa chuyên môn. Mà ăn cái chát nữa. Bún thịt nướng ngọt cũng được, nhưng mà chỉ có tô bún bò quá được bao giờ. Gừng trời lạnh ăn ăn gừng cắm hôm nay nghỉ nhàn hơi nhiều nha, sáng trưa tối luôn, ba cử luôn, bữa nay ăn hơi nhiều quá. Đi ra kia nhà hàng ăn chậm nữa đi. Thì coi như là bữa cơm này đã xong rồi nhân bậc cô chú anh chị mình. Đây thì Lộc xin tạm ngừng các clip tại đây và xin kính chúc tất cả một ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Xin chào, bye bye.